Marathon vì an toàn giao thông, 70 giờ chạy tiếp sức từ Quảng Bình ra Điện Biên. Nhóm vận động viên sẽ thực hiện hành trình chạy tiếp sức từ Quảng Bình, quê hương đại tướng Võ Nguyên Giáp, ra Điện Biên, địa danh làm nên chiến thắng lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu 70 năm trước. Để độc giả hiểu rõ hơn về hành trình đặc biệt này, báo giao thông có cuộc trao đổi với Nông Văn Truyền, một trong những vận động viên của nhóm chạy. Anh cho biết, mình và các cộng sự đều cảm thấy rất may mắn và tự hào khi được mời tham dự hành trình chạy tiếp sức từ Quảng Bình ra Điện Biên trong khuôn khổ giải Thaco Marathon vì an toàn giao thông Điện Biên Phủ 2024. Anh chia sẻ, chúng tôi có hai lần chạy bộ tiếp sức xuyên Việt nhưng lần này có rất nhiều khác biệt. Thứ nhất, chúng tôi đặt mục tiêu hoàn thành quãng đường trong 70 giờ đồng hồ, tương ứng với năm kỷ niệm chiến thắng Điện Biên Phủ. Thứ hai, ngoài chạy, chúng tôi còn đem theo lá cờ quyết chiến, quyết thắng. Kỷ vật này sẽ được trao tặng cho đơn vị quản lý nơi thờ tự Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại xã Mường Phăng, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên. Thứ ba, trong đoàn chạy có 4 chiến sĩ công an và hai bạn chạy từng chạy 365 marathon trong năm 2023. Và cuối cùng, lần này chúng tôi chạy ngược từ miền Trung ra nên có nhiều dốc gắt hơn Cùng với đó, cái nắng nóng của những ngày đầu hè hứa hẹn sẽ đem đến cho đoàn chạy nhiều thử thách. Thông qua hành trình Quảng Bình, Điện Biên, các vận động viên muốn gửi gắm đi thông điệp rằng để đánh đổi hòa bình ngày hôm nay, biết bao thế hệ cha anh đã nằm xuống dọc theo chiều dài của đất nước. Những bước chạy của chúng tôi cũng như một hành động tri ân quá khứ. Chiến tranh đã lùi xa, nhưng muốn xây dựng đất nước Việt Nam ngày một phát triển, mỗi công dân đều cần sức khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.